Gần 50 năm nay vẫn vắng một nhánh trong gia phả. Ông khóc tranh là ông nội. Hôm nay thì con thắp nén nhang để xin phép đem gia phả của ông bà chúng ta xuống để cho con cháu nó xem. Nguyễn Đức Khuê, một quần thì mái, mới sinh hạ được có ông Liệu. Tiếp tục người nữa là ông Nguyễn Đức Liệp. Vợ ông Nguyễn Đức Liệp là bà Lâm Thị Hồng Tâm. Mới sinh hạ được có con như sau. Anh Tô Hồng Nam Đạt là Nguyễn Phi Hùng, mà sau này sự là cái giống Nguyễn Đức, cho vậy mà tôi có thêm là Nguyễn Đức Phi Hùng, Nguyễn Đức Phi Văn, Nguyễn Thị Phi Yến. Ông Liệp đưa người vợ trẻ về sống ít lâu ở ngôi nhà này vào năm 1963. Sau đó, ông cùng vợ và thêm ba đứa con nay đây mai đó trong các trại gia binh. Chỉ sau 6 năm, ông Liệp tử trận, bà Trâm từ cao nguyên đưa ba con nhỏ về quê chồng tìm nơi sống, nhưng ở đây chỉ có làm ruộng mà bà Trâm vốn không quen nên bà đành gửi hai con lại rồi về thành phố. Đến năm 1973, bà trở lại xin phép mẹ chồng đưa các con vào Nam và từ đó là biệt tin. Lúc đó mẹ cũng đã từng giữ một tấm hình của ba mà đúng không chị? Có giữ rồi sao đi. Trái nhà cái trái mắt mà nhớ là tóc ba là chảy xước lên sao. Anh chị là chỉ có thể mà thờ vọng thôi chứ không còn hình của ba mình nữa. Lúc đó bị thương rồi, bữa là nãy em về em lay liền hỏi chị Sáu đâu, mấy đứa nhỏ đâu, bóp nó khóc, nó về Tây Ninh rồi không? Tôi nhớ mãi cái là mấy mươi năm nhớ cái tình từ Tây Ninh, mà tôi viết thư gửi chị tình tìm ở Tây Ninh, gửi bảy năm, quá nhanh, quá hay. Ở nhà chúng ta bây giờ? Dạ bây giờ làm cái nhà thờ rồi. Nhà thờ ai hả? Con cháu nó đi xa hết rồi. Đi đâu? Đi làm. Có bỏ nhà. Dạ không, để vậy làm cho thôi.